thành phẩm mùn dừa với 3 loại kích cỡ khác nhau để tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị bà con. Với mức giá phải chăng phù hợp với chi phí đầu tư của người tiêu dùng, bà con lại còn có thể di chuyển linh hoạt máy sử dụng ở những nơi không có nguồn điện. Thì đây, dòng sản phẩm máy băm sữa dừa B250 phiên bản lắp đặt đầu nổ chính là những gì mà bà con đang tìm kiếm. Chỉ cần khởi động đầu nổ là đã có thể sử dụng máy băm sữa dừa B250 và tiến hành băm nhỏ vỏ dừa với năng suất lên tới 300 cân một giờ. Máy băm sữa dừa B250 phiên bản lắp đặt đầu nổ có năng suất cao vượt trội hơn hẳn so với các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Từ đó giúp việc xử lý phụ phẩm nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sản phẩm đầu ra là nguyên liệu hữu ích, ứng dụng làm đệm lót sinh học, giá thể trồng cây cho ngành nông nghiệp. Máy được đánh giá là rất hữu ích cho các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ. Ở phiên bản cải tiến 2024 được thiết kế với hai hệ thống bánh đa đối xứng hai bên buồng băm của máy, thông qua một trục quay, nhờ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả băm nghiền, đem lại hiệu suất băm cực kỳ ấn tượng từ 200 đến 300 cân mỗi giờ làm việc. Máy băm sơ dừa hay máy xay sơ dừa B250 có thiết kế khá đơn giản, sang thẳng đứng giúp giảm tình trạng bị ứ động nguyên liệu trong buồng băm, với phần miệng ống mở rộng giúp dễ dàng cung cấp nguyên liệu nối thẳng trực tiếp xuống buồng băm. Những nguyên liệu có kích thước khác nhau đều sẽ dễ dàng đưa vào máy. Với thiết kế cửa nạp tiện lợi này, những nguyên liệu có kích thước khác nhau đều sẽ dễ dàng được đưa vào máy, và phía dưới là phần cửa xả kiểu dốc giúp nguyên liệu thoát ra ngoài nhanh chóng, không bị trào ngược lại lên buồng băm. Đầu nổ công suất 10 HP mạnh mẽ, chuyển động thông qua bộ dây đai cùng với hệ thống bánh đa chống quá tải và duy trì tốc độ ổn định. Hệ thống 4 lưỡi dao băm sắc bén được lắp dạng xéo cực kỳ đặc biệt, cùng 2 con dao được gắn cố định giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra và giúp máy nhẹ tải hơn. Phía dưới là cửa xả kiểu dốc được thiết kế có góc nghiêng hợp lý hướng xuống dưới, đảm bảo cho thành phẩm được đưa ra ngoài dễ dàng theo đúng chiều quay và không bị bắn ngược lên cao, hỗ trợ việc thu gom đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và cũng giống như máy băm sơ dừa B250 động cơ, phiên bản lắp đặt đầu nổ này cũng sẽ có 3 loại mặt sàng cho bà con lựa chọn lắp vào trong máy là 10, 14 và 20 ly. Tự xử lý số lượng lớn vỏ dừa cho ra thành phẩm mùn dừa với đa dạng kích cỡ khác nhau, lại còn có thể sử dụng máy ở mọi nơi không cần nguồn điện. B250 phiên bản lắp đặt đầu nổ với giá cả phải chăng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng của quý vị bà con trong công đoạn chế biến vỏ dừa thành mùn dừa. Mua dòng sản phẩm siêu tiện ích như thế này, vậy thì bà con còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến với chúng tôi ngay hôm nay để có thể sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm có 102 trên thị trường hiện nay. Và toàn bộ chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video ngày hôm nay. Hồng Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.